Tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk về tình hình phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà cho biết, Đắk Lắk xác định phát triển năng lượng tái tạo là tiền đề, động lực quan trọng trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn đến năm 2030, qua đó kéo theo sự phát triển của các lĩnh vực, ngành công nghiệp khác cũng như của các địa phương. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã nêu một số đề xuất kiến nghị với Bộ Công Thương xem xét bổ sung thêm các dự án năng lượng tái tạo gồm điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối vào quy điện 8, xem xét không tiết giảm công suất đối với các nhà máy điện mặt trời, đầu tư cấp điện cho các thôn, buôn cũng như quy hoạch tỉnh Đắk Lắk trở thành trung tâm năng lượng tái tạo vùng Tây Nguyên trong quy hoạch điện 8. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực trong phát triển kinh tế xã hội của Đắk Lắk thời gian qua, đặc biệt trên các lĩnh vực công nghiệp, thương mại và năng lượng liên quan đến các đề xuất kiến nghị của tỉnh đối với việc phát triển năng lượng bộ trưởng nhấn mạnh cần quan tâm yếu tố an toàn của phụ tải an toàn điều hành hệ thống cùng với việc phát triển các nguồn điện cần quan tâm nâng phụ tải tại chỗ để hạn chế truyền tải liên miền với các nguồn năng lượng tái tạo được khai thác phát huy tại địa phương liên quan đến đề xuất xem xét không tiết giảm công suất đối với các nhà máy điện mặt trời bộ sẽ làm việc với tập đoàn điện lực việt nam tổng công ty truyền tải điện quốc gia trung tâm điều hành hệ thống điện quốc gia quan tâm các tỉnh tây nguyên trong đó có đắk lắc Liên quan đến cấp điện cho khu vực thôn buôn của tỉnh, Bộ trưởng cho biết, Bộ Công Thương đã tích cực tham mưu cho chính phủ về công tác này. Bộ Công Thương sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Đắk Lắk để cùng nhau hành động góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk. Tại buổi làm việc, một số đơn vị chức năng của Bộ Công Thương cũng đã làm rõ thêm những tiềm năng lợi thế trong phát triển công nghiệp năng lượng của tỉnh Đắk Lắk, đồng thời phân tích thêm các khía cạnh kỹ thuật trong các đề xuất, kiến nghị của tỉnh nhằm tạo điều kiện và cơ sở cho sự phối hợp giữa Bộ Công Thương và tỉnh Đắk Lắk.